Quý vị và các bạn thân mến, một bản tin Công giáo cho biết, theo những thông tin mới nhất, Việt Nam bị xếp vào hàng thứ ba trong những quốc gia có con số nạo phá thai nhiều nhất trên thế giới, đặc biệt là nạo phá thai trong tuổi vị thành niên. Trong năm 2004, số vụ nạo phá thai thống kê được trên toàn quốc là 1,4 triệu ca. Nhưng đó chỉ là con số thống kê được từ các bệnh viện hoặc trung tâm nạo phá thai chính thức của nhà nước. Còn biết bao nhiêu vụ nạo phá thai lén lút tại các phòng khám tư nhân hoặc các ổ tệ nạn khác không thể thống kê được. Việc nạo phá thai có những hệ lụy nghiêm trọng. Nó tàn phá sức khỏe của các thế hệ thanh niên, đẩy sức khỏe của cộng đồng đến những nguy cơ không thể lường được như ung thư vô sinh, sinh dị thai, tử vong. Việc nạo phá thai tàn phá tâm lý tình cảm của con người. Nó tạo ra các chứng bệnh tâm thần, làm cho con người thác loạn hoặc mang mặc cảm rây rứt, có khi dẫn đến tự tử. Và dĩ nhiên, trên hết, hành động này xúc phạm đến chính Thiên Chúa, Đấng đã trao ban sự sống cho con người như một món quà cao quý nhất. Ngài đã chết cho con người được sống. Tiêu diệt sự sống là xúc phạm nặng nề đến chính Thiên Chúa. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tệ nạn nạo phá thai đáng báo động như hiện nay. Trước hết là tình trạng buông lỏng giáo dục từ trong đời sống gia đình do cha mẹ không quan tâm đến con cái, hoặc do tình trạng ly hôn. Cái đó là tình trạng xuống cấp trong giáo dục ở học đường, nhất là về mặt đạo đức. Song song với sự xuống cấp của hệ thống giáo dục là hiện tượng tháo thứ trong sự hưởng thụ. Các nhà trọ, phòng trọ, khách sạn, vũ trường, phòng trà chạy theo lợi nhuận, tạo điều kiện cho quan hệ tình dục, buôn bán ma túy và các chất kích thích. Nhưng đáng quan tâm hơn cả, đó là tình trạng khủng hoảng đạo đức trong xã hội. Các sách báo phim ảnh xấu phổ biến tràn lan. Thước đo chuẩn mực bị đảo lộn, lấy vật chất hưởng thụ làm nền tảng. Con người ngày càng vô cảm trước những hành động xấu. Dĩ nhiên, chế độ chủ trương duy vật vô thần và xây dựng trên dối trá là cội rễ của mọi thứ nguyên nhân dẫn đến mọi thứ tội ác, trong đó nạo phá thai là hành động đồi bại nhất. Nhưng trong tình liên đới, không ai có thể lấy nước rửa tay cho sự vô tội của mình. Một cách nào đó, ít hay nhiều, tội ác của xã hội luôn trói buộc mọi người lại với nhau. Sự sám hối không chỉ dành riêng cho một ai, mà là đòi hỏi chung của mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, tháng Mân Côi cũng là tháng sám hối. Sứ điệp Fatima thiết yếu là lời kêu gọi ăn năn, cải thiện cuộc sống. Tràng chuỗi Mân Côi đi liền với mệnh lệnh sám hối. Điều này được làm nổi bật trong phần 2 của Kinh Kính Mừng. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Sám hối là ý thức về thân phận tội lỗi, nhìn nhận những lỗi lầm và không dựa cậy vào một sức mạnh nào khác hơn là ơn Chúa. Tràng chuỗi Mân Côi tuy là lời kinh đơn sơ nhất, nhưng lại là khí giới hùng mạnh nhất. Trong thời loạn lạc cấm cách, trong cơn nguy biến, lúc gặp gian nan thử thách, không lời kinh nào hữu hiệu hơn tràng chuỗi Mân Côi. Không khí giới nào hùng mạnh hơn tràng chuỗi Mân Côi. Lạy mẹ Maria, cùng với tràng chuỗi Mân Côi dâng kính mẹ trong suốt tháng 10 này, xin cho chúng con biết quyết tâm cải thiện cuộc sống, hầu mang lại cho gia đình sự êm ấm thuận hòa
và góp phần vào việc cải tạo xã hội. Hạt vui hạt buồn, mẹ ơi.